Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được 30 tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, cập nhật liên tục tình hình lũ lụt ở Trung Quốc, hình ảnh di tản lớn nhất thế giới để tránh thảm họa đập Tam Hiệp. Đồng thời, ông Tập Cận Bình còn đòi 20 nước trên thế giới ủng hộ tiền cứu trợ Trung Quốc khẩn cấp ngay trong đêm ngày 4 tháng 10. Thưa quý vị, mưa bão và lũ lụt vẫn chưa buông tha cho đất nước có dân số nhiều nhất trên thế giới trong suốt 54 ngày đêm vừa qua. Sau những trận lũ lụt kinh hoàng, thì ngày 3 tháng 10 tại những tỉnh miền Nam của Trung Quốc, các tỉnh của Trung Quốc bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Vũ Hán bước vào mùa mưa lũ lịch sử và đỉnh điểm nhất là vào vừa qua. Những cơn mưa to liên tục trút từ trên trời rơi xuống, làm cho 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc chìm trong biển nước. Và trong những ngày gần đây, lượng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục hoành hành đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon và ngủ không yên. Mực nước liên tục dâng cao, làm cho 53 con sông vượt mức cảnh báo đỏ. Nhiều nhà cửa, đất đai đã bị ngập nước và nhiều người đã bị mất tích. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn đi đánh chiếm Biển Đông. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, trong vòng 6 ngày tiếp theo kể từ ngày 4 tháng 10, Trung Quốc sẽ tiếp tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to tại nhiều nơi như Thượng Hải và Bắc Kinh. Cùng một số khu vực khác, nhiều thành phố của Trung Quốc còn xuất hiện mưa đá, lũ quét, sạt lở hết sức nghiêm trọng. Không những thế, nước từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp vẫn tiếp tục đổ ồ ạt về nhiều khu vực, khiến cho nhiều nơi vẫn đắm chìm trong nước lên tới 2 mét, có những nơi ngập sâu tới 5 và 6 mét. Toàn bộ hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc phải sống trong cảnh lo âu, khi thuốc men, lương thực thì khan hiếm, còn dịch bệnh thì đang hoành hành. Đây là lý do vì sao mà ngày 3 tháng 10, có hàng tỷ người dân của Trung Quốc đã phải sơ tán gấp ngay trong đêm. Một số người dân của Trung Quốc đã tràn sang biên giới của nước Lào và Campuchia. Họ còn chạy lên khu du lịch Vạn Lý Trường Thành và Mông Cổ để trú ẩn. Hiện các cơ quan chính phủ của Trung Quốc đang kêu gọi nhiều nước trên thế giới ủng hộ tài trợ Trung Quốc bằng tiền hoặc là lương thực thông qua cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều nước giàu có trên thế giới ở khu vực châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan và một số nước ở khu vực châu Mỹ không ủng hộ Trung Quốc, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình đã mất đi lòng tin đối với các nước kể trên qua dịch bệnh COVID-19. Còn một số nước ở khu vực châu Á như khối ASEAN và đặc biệt là Campuchia đã ra tay ủng hộ Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, theo Cơ quan Cảnh báo Thiên tai Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa hiện vẫn đang trút xuống nhiều tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc và nhiều khả năng còn lây lan sang một số tỉnh phía Bắc của nước này. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là chấn động không chỉ đối với Trung Quốc mà còn chấn động với các nước trong khu vực châu Á cũng như trên toàn thế giới. Đó là vào lúc 23 giờ đêm ngày 3 tháng 10, sau bao nhiêu ngày mưa to, gió lớn, động đất, lũ lụt, sạt lở, lũ quét, vòi rồng và vỡ đê, truyền thông nhà nước Trung Quốc và giới chức của nước này cũng đã lên tiếng thừa nhận rằng con đập Tam Hiệp, một trong những công trình lớn nhất thế giới, sắp bị vỡ vì nó không thể nào chịu đựng được những trận mưa lũ kinh hoàng đang xảy ra tại phía Trung Quốc. Giới chức của nước này thừa nhận rằng con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới đang bị biến dạng nghiêm trọng bởi những trận lũ quét lịch sử đang xảy ra, và Trung Quốc còn tiết lộ rằng con đập không thể chịu đựng được nếu mực nước còn dâng cao một vài ngày tới. Trong thời gian gần đây, phía Trung Quốc đang có những biểu hiện rất là nguy hiểm khi mà đưa ra những thông tin sai trái. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 10, giới chức quyền nước này cũng đã thừa nhận rằng con đập khó có thể trụ vững trong một vài ngày tới và hiểm họa khôn lường. Nếu nó xảy ra vỡ đập thì 2/3 Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu con đập Tam Hiệp có bị vỡ hay là không? Trả lời câu hỏi trên, Tập đoàn Quản lý đập Tam Hiệp ngày 3 tháng 10 vào lúc 23 giờ đêm đã chính thức lên tiếng về khả năng con đập này hoàn toàn có thể bị vỡ nếu như mực nước tại con sông Dương Tử bị dâng cao trong một vài ngày tới, hoặc là lượng mưa ở phía Nam Trung Quốc không thuyên giảm trong những ngày tới đây. Để trả lời chắc chắn cho câu hỏi là con đập Tam Hiệp bị vỡ hay không bị vỡ, thì một phóng viên từ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã phỏng vấn giám đốc tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị quản lý trực tiếp con đập này, để có câu trả lời thích đáng cho quý vị khán giả. Để quý vị khán giả không còn nghi ngờ với con đập lớn nhất hành tinh này. Ngày 3 tháng 10, ông Chen Zilin là một trong những chuyên gia thủy lợi hàng đầu trên thế giới. Hiện ông đang giữ chức giám đốc quản lý con đập Tam Hiệp, đã trả lời nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan tới con đập với tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc như sau.
Ông nói rằng đập Tam Hiệp là một công trình thủy điện lớn nhất hành tinh đang ở Trung Quốc. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước và sản xuất điện năng trên con sông Dương Tử tại thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, kể từ khi được xây dựng năm 1994, con đập này vẫn luôn bị nghi ngờ và chỉ trích về khả năng của nó. Trung Quốc đang phải hứng chịu thảm họa lũ lụt nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ vừa qua, khiến hơn 20 triệu người dân của miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Đập Tam Hiệp đã góp phần giảm nhẹ lũ lụt trên sông Dương Tử. Sau đợt lũ thứ hai trong năm nay trên sông này, đập Tam Hiệp vẫn trụ vững và hiện nó chưa hề bị vỡ như truyền thông của thế giới đưa tin. Dẫu vậy, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra về con đập lớn nhất hành tinh này, rằng đập Tam Hiệp đã hoạt động ra sao trong đợt lũ lụt nghiêm trọng năm nay. Liệu có phải con đập đang làm tồi tệ thêm tình hình ở Trung Quốc và hạ lưu con sông Dương Tử hay không? Đập Tam Hiệp có bị biến dạng hay thậm chí đối mặt với nguy cơ vỡ đập như một số tờ báo truyền thông của quốc tế trong thời gian vừa qua đã đưa tin rầm rộ hay không? Phóng viên tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã phỏng vấn trực tiếp ông giám đốc kể trên và ông giám đốc đã có những câu trả lời như sau. Thưa quý vị, câu hỏi của tờ báo Trung Quốc đưa ra là đợt lũ năm nay khiến nhiều người nhớ lại trận lũ lịch sử năm 1998 của Trung Quốc và nếu như con đập Tam Hiệp không tồn tại, lũ lụt năm nay sẽ thảm khốc như thế nào? Thì để trả lời câu hỏi trên, ông Chen Zilin đã nói rằng trong trận lũ năm 1998, dọc lưu vực sông Dương Tử, mực nước đo được tại trạm thủy văn ở thành phố Vũ Hán được cho là rủi ro nhất trên sông Dương Tử, đạt mức 45,2m, cao hơn 0,25m so với mức an toàn. Khu vực Vũ Hán khi đó phải đối mặt với tình huống vô cùng căng thẳng, hơn 1 triệu binh lính của Trung Quốc và người dân địa phương phải căng mình để chống chọi với cả lũ ở thời điểm đó. Và theo mô phỏng cũng như tính toán, nếu con đập Tam Hiệp trước trận lũ năm 1998, mực nước ở trạm Vũ Hán sẽ không vượt qua 44,5m và nước lũ ở khu vực Vũ Hán nơi thoát nước của Hồ Động Bình và Hồ Bà Dương sẽ giảm từ 10 tỷ mét khối xuống chỉ còn 2 tỷ mét khối, giải phóng áp lực phòng chống lũ lụt tại trung và hạ lưu con sông Dương Tử. Và trong đợt lũ năm nay, nếu không có đập Tam Hiệp, mực nước tại khu vực thành phố Vũ Hán, An Huy, Hồ Bắc, Bà Dương và tỉnh Phúc Khánh sẽ vượt mức an toàn cao. Trạm thủy văn thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc sẽ hứng chịu mực nước cao hơn bình thường. Trong trường hợp này, trung và hạ lưu con sông Dương Tử sẽ đối mặt với tình huống lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng và nhiều khả năng tất cả 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sẽ bị chìm trong mực nước biển. Câu hỏi tiếp theo là một số người cho rằng việc đập Tam Hiệp liên tục xả lũ đã làm trầm trọng hơn tình hình ngập lụt tại trung và hạ lưu con sông Dương Tử và điều này có phải là sự thật hay không? Thì ông giám đốc con đập Tam Hiệp nói rằng xả lũ cách mà hồ chứa kiểm soát lượng nước chảy qua các công trình xả lũ. Thông thường hồ chứa sẽ cho nước chảy qua các đơn vị phát điện. Chỉ khi lượng nước mà vượt quá khả năng các đơn vị hồ chứa mới sử dụng các cổng xả. Tuy nhiên, xả lũ không có nghĩa là hồ chứa đánh mất một chức năng phòng chống lũ của nó. Ví như hồ chứa đập Tam Hiệp có chứng kiến lượng nước xả vào 53.000 mét khối trên giây và chảy ra là 35.000 mét khối trên giây. Đập Tam Hiệp đã giúp giảm áp lực lũ trên các con sông ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Như vậy, các bạn có thể hiểu rằng con đập Tam Hiệp được xây dựng để chặn lũ một cách rất hiệu quả. Và câu hỏi thứ ba, nhà báo hỏi rằng nếu lũ lụt năm nay vẫn tiếp tục, đập Tam Hiệp có thể duy trì khả năng điều tiết nước hay không? Ông giám đốc quản lý con đập Tam Hiệp trả lời rằng, nhiệm vụ phòng chống lũ lụt của con đập Tam Hiệp phần lớn dựa vào các khu vực và khu thoát nước ở Hồ Động Đình với phần hồ chứa có diện tích lên tới 22 tỷ mét khối nước. Đập Tam Hiệp được thiết kế để ngăn lũ lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử. Nó hoạt động khá hiệu quả để ngăn chặn tình trạng lũ lụt vượt tầm kiểm soát và nếu lũ lụt xảy ra do mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, các thành phố xung quanh sẽ phải trông cậy chủ yếu vào các công trình thoát lũ của mình. Trong tình cảnh như vậy, đập Tam Hiệp vẫn có thể đóng vai trò quan trọng bằng cách giữ lại nước ở hồ chứa để giảm lượng nước chảy về các thành phố ở trung và hạ lưu con sông Dương Tử. Câu hỏi tiếp theo, một số phương tiện truyền thông nước ngoài trong suốt thời gian vừa qua cho rằng con đập Tam Hiệp bị biến dạng và có nguy cơ bị vỡ là rất cao, lên tới 98%. Thì ông cho biết rằng con đập này có đúng như thế hay không? Ông giám đốc quản lý con đập nói rằng, chúng tôi thừa nhận trong gần 60 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa to đến rất to, thậm chí lũ quét sạt lở ở thượng nguồn liên tục đổ về, những con đập Tam Hiệp vẫn hoạt động an toàn và bình thường trong vài năm qua. Không có cái gọi là biến dạng hay xảy ra ở con đập Tam Hiệp hay bất kỳ một rủi ro nào khác. Từ đầu năm 1994 tới nay, đơn vị giám sát an toàn đã lắp đặt 12.000 thiết bị ở trong và xung quanh con đập. Quá trình giám sát bao gồm theo dõi biến dạng, lưu lượng thấm và lực thấm, động đất, thủy lực cũng như là động lực học. Ngoài công nghệ và các thiết bị giám sát hiện đại còn có các giám sát về thực tế thường xuyên kiểm tra tình trạng của con đập.
Ngoài ra, chính quyền của nhà nước Trung Quốc còn cho điều động gần 50 tiểu đoàn, tiểu đội, các binh đoàn của quân đội Trung Quốc túc trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho con đập, bởi các thế lực thù địch nước ngoài liên tục đe dọa phóng tên lửa phá vỡ, nhưng đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa bị vỡ. Điều đó cho thấy rằng con đập xứng đáng là một trong những con đập lớn nhất hành tinh này, và Trung Quốc rất tự hào về nó. Kết thúc câu hỏi của phóng viên, ông giám đốc còn cười mỉm nói rằng sẽ không có một thế lực hay một trận mưa lũ nào có thể nhấn chìm hay phá vỡ đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, đó chỉ là những lời trấn an dư luận của Trung Quốc trước cái bối cảnh mà mưa lũ và sạt lở liên tục xảy ra. Và dự báo rằng trong một vài ngày tới, những trận mưa to khủng khiếp vẫn tiếp tục dội xuống đầu của phía Trung Quốc, và ông giám đốc quản lý con đập Tam Hiệp phải trực tiếp lên tiếng và trấn an dư luận. Chứ thực tế thì con đập này hiện đang bị lung lay và vỡ bất cứ lúc nào. Người ta cho rằng không có lửa thì làm sao mà có khói. Chính vì điều đó mà thế giới vừa qua liên tục theo dõi những động thái và tin tức mới nhất về con đập Tam Hiệp. Và chúng tôi, những người làm chương trình cũng liên tục theo dõi những vấn đề liên quan tới tình hình mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở và con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!